Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 39, chương 381, Sự thật về oan hồn xe bus. Tôi nhớ tối hôm đó, Chu Dương bảo Trương Binh follow mình trên Weibo. Lúc Trương Binh chết, điện thoại không tìm thấy, hiển nhiên là bị hung thủ lấy đi. Hung thủ xem đoạn clip trên Weibo, không biết là sinh ra ý định gì, quyết định giết sạch từng người có mặt trên xe. Người hắn tìm thấy đầu tiên là hai cô gái làm phục vụ ở quán bar. Trong điện thoại của Trương Binh chắc là có số liên lạc của hai người, nên hắn dễ dàng tìm ra. Lúc đó tôi nghĩ hung thủ lấy điện thoại của một trong hai cô gái là vì ham tiền, nhưng giờ lại thấy có nguyên nhân khác. Trong đó lưu lại lịch sử nói chuyện của hắn, cho nên hắn không muốn ai phát hiện ra. Người dễ tiếp cận tiếp theo chính là Chu Dương. Hung thủ bịa ra một lý do để dụ Chu Dương ra ngoài, rồi uy hiếp hắn gọi Lạc Yêu Yêu tới, còn tên của Vương Đại Lý, hẳn là hắn nhìn được trong điện thoại của Chu Dương. Xem ra hung thủ không thần thông quảng đại như vẫn nghĩ, người bị giết là có thứ tự đàng hoàng, hiện giờ con đường của hắn đã đứt, nhưng kéo theo manh mối của chúng tôi cũng đứt đoạn. Nghe tôi phân tích xong, Hoàng Tiểu Đào nói, tôi nghĩ trước mắt việc quan trọng là bắt đầu từ Trương Binh, hẳn là hung thủ phải có thù với hắn. Tôn Băng Tâm hỏi, Trương Binh đã bị giết, sao hung thủ còn phải tiếp tục ra tay? Tôi giải thích, có thể hắn là một tên khát máu, nhìn từ thủ pháp gây án lão luyện và tâm tư cẩn mật của hắn, người này chắc chắn đã có kinh nghiệm trong việc giết người. Những người như hắn coi giết người là trò tiêu khiển, hoặc dùng để khiêu chiến. Băng Tâm nói như vậy thì vụ án không có liên quan tới oan hồn xe bus rồi. Hoàng Tiểu Đào đáp, hay là tiến hành điều tra song song đi. Tốt nhất là tiện tìm hiểu về cái oan hồn xe bus này một chút, đêm khuya qua lại ở Nam Giang, gây hoang mang không cần thiết cho người dân, nhân cơ hội phá bỏ lời đồn. Vương Đại Lý và Lạc Yêu Yêu về cửa hàng, ba người chúng tôi quay lại thị cục, mở một cuộc thảo luận về vụ án, bảo mọi người trình những manh mối tìm được ra. Kẻ thù của Trương Binh rất nhiều, cũng thiếu nợ rất nhiều, cứ vài ngày lại có người đến đòi, cả ngày chạy đi chạy lại không có nơi ở cố định. Có lẽ vì lý do này nên hắn mới hợp tác với đám buôn người. Một danh sách những chủ nợ của Trương Binh đã được cảnh sát liệt kê, chuẩn bị kiểm tra từng người một. Từng nhà máy hóa chất trong thành phố cũng được điều tra, địa điểm gặp nạn đầu tiên của Trương Binh cũng được thăm hỏi. Cả những xe cộ lúc đó đi ngang qua, nhưng vì khu vực đó quá hẻo lánh cho nên cũng không có nhân chứng nào. Nói thì dài mà không nói thì ngắn, tối hôm đó chúng tôi lại đi chờ oan hồn xe bus, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Phía cảnh sát thì tìm được một nhóm người có va chạm xã hội với Trương Binh, đưa về lấy khẩu cung, cũng không có ai có đặc điểm phù hợp với hung thủ. Tối ngày thứ ba, năm người chúng tôi lại tới đường Tử Kinh đón xe bus, hôm nay đã hoàn toàn không còn tâm trạng nhiệt tình như buổi đầu, mọi người đã làm việc không nghỉ suốt 2 ngày, mệt mỏi rã rời. Gần đến 12 giờ, Tiểu Đào thở dài nói, xem ra hôm nay lại công cốc. Tôn Băng Tâm nói, đứng chờ thật buồn chán. Chúng ta chơi trò domino thành ngữ đi, muội nói trước nhé. Vĩ đại bất điệu. Hoàng Tiểu Đào châm chọc, ngây thơ, điệu hổ ly sơn. Hai người cứ thế chơi, cho đến lúc chẳng còn từ nào để nói thì đột nhiên Lạc Yêu Yêu chỉ phía xa kêu lên, nhìn kìa. Chỉ thấy trên đường xuất hiện một đám sương mù, trong làn sương mơ hồ hiện ra một cái xe bus, lần đầu chứng kiến tận mắt, Tiểu Đào kinh ngạc, thật là khó tin. Lần này chúng tôi đứng đúng trạm dừng chờ chiếc xe đỗ lại, mấy người chúng tôi nối đuôi nhau lên xe, tôi tiện tay lấy ra một chai nhỏ, múc một ít sương mù. Sau khi lên xe, chúng tôi tìm chỗ ngồi, tôi quan sát chai sương mù, Băng Tâm kinh ngạc hỏi, sương mù mà cũng múc được. Tôi nói, muội nhìn kỹ xem nó là gì. Băng Tâm quan sát một lát, nói, giống như một loại khí nặng hơn so với không khí. Nói xong đưa tay sờ cái chai, lạnh, là CO2. Tôi gật đầu, đúng, là băng khô. Cho nên xương mới ngưng đọng như vậy, hơn nữa người đứng gần sẽ cảm thấy lạnh toát. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, vô hình chung cái không khí ma quỷ cũng giảm bớt. Thực ra mục đích của chúng tôi tối nay cũng là phơi bày ma thuật của nó, chứng minh oan hồn xe bus là giả. Vương Đại Lý hỏi, vậy bóng ma ngồi trên xe là thế nào? Tôi cười lạnh, cái gì mà bóng ma,
chẳng phải chỉ là bóng cái đầu trên đất thôi sao? Thực ra thì từ hôm đó trở về, ta đã suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng cũng biết cách làm nó xuất hiện. Tôi tới hàng ghế trước cạnh cửa sổ ngồi xuống, lấy ra một cái máy chiếu laser nhỏ chiếu về phía cửa sổ. Theo điểm sáng di động trên cánh cửa, mọi người lập tức hiểu ra vấn đề. Lúc ánh laser chiếu vào trung tâm cửa kính, ánh sáng xuyên qua sẽ yếu đi. Tôi gõ cửa kính và nói, đây là một loại thủy tinh quang học, nhìn bề ngoài không có gì. Thực ra ánh sáng xuyên qua có chỗ bất đồng, có thể đã được người ta sắp xếp. Khi ánh sáng rọi xuống đường, trên đất sẽ nhìn giống như có một người vô hình. Lạc Ưu Ưu thất vọng, thì ra tất cả đều là giả. Tôi gật đầu, từ lúc bước lên xe tối hôm đó, ta đã giữ thái độ hoài nghi. Mặc dù ta không theo chủ nghĩa vô thần, nhưng nhìn thấy thứ gì khác thường thì đều theo thói quen kiểm tra thật giả, chứ không tin ngay lập tức. Vương Đại Lý nói, tinh thần cầu thị của Tống Dương rất đáng cho chúng ta học tập. Tiểu Đào nói, nếu tất cả những thứ này đều là giả, vậy chúng ta đi nói chuyện với tài xế mấy câu đi. Nàng đứng lên đi tới bên cạnh ghế lái, giơ thẻ cảnh sát ra nói, dừng xe, chúng tôi có mấy câu muốn hỏi ông. Nhưng bất kể Tiểu Đào nói gì, tài xế cũng không có phản ứng. Tôi đi tới cạnh nàng, nhìn trong kính chắn gió phản chiếu một đôi mắt trống rỗng vô hồn, cứ như của một người chết. Tôi nói, có thể người này có vấn đề về thần kinh, hôm nay chúng ta dứt khoát ngồi tới cuối bến để tìm ra kết quả. Đúng lúc này, có một tiếng cạch phát lên, Vương Đại Lý đang nghịch chiếc Zippo mới mua, ánh lửa lóe lên, tài xế đột nhiên hét ầm ĩ, lửa, nhiều lửa quá, cứu mạng. Xe chợt bị lệch đi một cái, tôi vịn chặt tay vào ghế ngồi, Tiểu Đào thì ngã nhào vào tôi. Sau đó thân xe lại nghiêng về bên kia, khiến chúng tôi lảo đảo, quay cuồng trời đất. Vương Đại Lý, Băng Tâm và Ưu Ưu sợ hãi la toáng lên, cửa xe rung bần bật, ánh đèn trong xe cũng chập chờn. Chiếc xe đánh võng hình chữ S, mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định, lúc này tôi tê liệt ngồi trên ghế, Tiểu Đào đè lên người tôi, tay ôm đầu, hình như mới đụng phải gì đó. Tôi xoa xoa đầu nàng hỏi, có đau không? Vẫn ổn. Tiểu Đào cả giận mắng, người này muốn giết chúng ta sao? Nàng đứng lên, bước nhanh tới ghế lái, dứt khoát vặn chìa khóa một cái, rút ra, xe lập tức chết máy. Tiểu Đào quát, đi ra cho tôi. Tài xế không trả lời, tay vẫn ôm vô lăng đánh lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, cứ như tất cả xảy ra trên thế gian đều chẳng liên quan gì tới ông ta. Chương 382, tấm lòng phụ mẫu đáng thương trong thiên hạ. Hoàng Tiểu Đào không nhịn được, lay cánh tay ông ta, ông bị điếc à? Cánh tay giả của tài xế rơi ra, chuyện này tôi không kể cho Tiểu Đào nên nàng sợ hãi giật nảy mình. Tôi nói, cô đừng kích động, để tôi. Tôi đi tới giơ tay hô hô trước mặt tài xế, ông ta không có phản ứng, liền sát mặt lại gần. Lần trước không có nhìn kỹ mặt ông ta, lần này đã phát hiện hình như có chút quen quen. Tôi lấy điện thoại ra, so sánh với tài xế nhảy lầu 10 năm trước, có rất nhiều điểm tương đồng. Mặc dù mặt hai người không phải là một, nhưng những nét thì rất giống nhau. Tôi để ý màu da ở cổ và mặt tài xế có màu khác nhau, thoáng chốc tôi hiểu ra, la lên. Chính là người trong hình này, 10 năm trước tai nạn xe đã cháy hỏng khuôn mặt, sau đó phải cấy da và thẩm mỹ lại. Tiểu Đào kinh ngạc, chẳng phải ông ta đã sợ tội tự sát rồi sao? Tôi lắc đầu, xem ra là giả chết. Đúng lúc này một chiếc xe con đằng sau đi tới, dừng lại bên cạnh, một ông già mập mạp bước xuống, gõ cửa xe bus, chắp hai tay như cầu xin chúng tôi. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, không hiểu ý ông ta muốn gì, Tiểu Đào cắm chìa khóa vào, mở cửa xe. Ông lão lên xe, mặt đầy vẻ bi thương nói, mấy vị, cầu xin mấy vị thương xót, bỏ qua cho con trai của lão, chỗ này của nó có vấn đề. Vừa nói ông lão vừa chỉ vào đầu của mình. Tôi trấn an, lão bá, ông hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải muốn làm khó dễ ông ta. Hoàng Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, ông lão nhìn một cái liền biến sắc, chẳng lẽ con của ta đụng chết người. Tiểu Đào nói, không, nhưng đêm hôm khuya khoắt ông ta đi lại trong thành phố, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới chị An, hãy nói rõ cho chúng tôi chuyện này. Ông lão thở phào, mấy vị, mọi người xuống xe đi, lão sẽ nói rõ ràng. Chúng tôi đi xuống. Ông lão thở dài một tiếng, bắt đầu kể. Con trai ông ta tên là Tô Quân Đình, chính là tài xế xe bus gây tai nạn năm đó. Trước đây ông lão cũng làm nghề lái xe bus, mẹ của Tô Quân Đình mất khá sớm, hai cha con sống nương tựa vào nhau. Ông lão khi đi làm thường mang con trai theo.
Tô Quân Đình từ bé đã tiếp xúc, cũng đặc biệt thích xe bus, nói sau khi lớn lên cũng lái cái này. Về sau ông lão lên làm trưởng trạm xe bus, lúc này Tô Quân Đình cũng đã lớn, năm 19 tuổi thì đi thi bằng lái. Muốn lái thử xe bus một chút, ông lão liền đồng ý. Có lẽ do được nuông chiều từ bé, Tô Quân Đình lái xe rất tùy tiện. Chạy trên tuyến rất hay bắt khách dọc đường, ông lão bởi quá cưng chiều nên nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không gây ra sai lầm quá đáng là được. Nào ngờ có một ngày Tô Quân Đình uống rượu với mấy người bạn, rồi lại lái xe trong lúc say. Sau đó thì gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng kia, đúng lúc chiếc xe sắp bốc cháy thành quả cầu lửa thì Tô Quân Đình đập kính thoát ra được. Sau chuyện đó, đúng là Tô Quân Đình bị xã hội, thân nhân hành khách chửi rủa rất nhiều, bản thân cũng bị cháy hỏng cả mặt, tổn thương tinh thần nặng nề, cả ngày trốn trong nhà. Nhưng trốn được miệng lưỡi người đời chứ không trốn được phán quyết của tòa án, tội ngộ sát phải xử 10 năm tù. Không chịu nổi áp lực, Tô Quân Đình đã nhảy lầu tự sát trong bệnh viện. May mắn là lúc rơi xuống va chạm vào thân cây giảm tốc độ, nên tính mạng được bảo toàn, cánh tay phải thì bị gãy nát. Ông lão không muốn con trai phải vào tù, cho nên đã mua chuộc bác sĩ, nói dối là Tô Quân Đình đã chết, đồng thời dùng một thi thể nhảy lầu khác để đánh lừa pháp y. Vì vậy việc con trai tự sát, ông lão một mình gánh trách nhiệm, bồi thường nạn nhân rất nhiều tiền, gần như khánh kiệt, nhưng đối với ông, cái gì cũng không quý bằng tính mạng con mình. Thế nhưng họa vô đơn chí, Tô Quân Đình từ đó mắc bệnh tâm thần nặng, mỗi khi phát bệnh đều tự hủy hoại cơ thể hoặc làm bị thương người khác, uống thuốc gì cũng không đỡ. Bác sĩ nói ông ta mắc một chứng bệnh tâm thần hiếm thấy, gọi là rối loạn nhân cách khép kín, mỗi khi tái phát sẽ đưa ông ta trở lại ngày xảy ra chuyện, muốn bù đắp những sai lầm của mình. Để chữa trị, chỉ có một cách, chính là cắt bỏ thùy trán của não, cũng đồng nghĩa từ này biến thành kẻ ngớ ngẩn. Ông lão hỏi bác sĩ, không có cách nào khác sao? Bác sĩ nói còn có một chiêu, đó chính là thỏa mãn nguyện vọng của Tô Quân Đình. Ông lão lợi dụng chức vụ, mượn một chiếc xe bus phế liệu, đêm khuya cho con trai lái một vòng như vậy, tinh thần sẽ ổn định lại. Trong mắt người mắc chứng rối loạn nhân cách khép kín, tất cả sự việc xung quanh đều không tồn tại, chỉ có thể lặp đi lặp lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Có điều mặc dù là đêm khuya, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người lên xe, ông lão sợ sự việc bại lộ, ban đầu ngồi sẵn ở trên, không cho bất cứ ai lên. Nhưng giấy không thể gói được lửa, cứ như vậy sớm muộn cũng sẽ bị lộ. Ông lão nghĩ ra một chiêu, biến chiếc xe thành thứ mà không ai dám lên. Vì vậy ông ta hàn mấy hộp sắt ở gầm xe, bên trong chứa băng khô, lại đặc biệt thiết kế cửa kính xe bằng thủy tinh quang học, chiếc xe nhìn từ xa đã thấy âm u như vậy, còn ai dám lên. Mấy năm trước cũng còn khá, con trai nửa đêm lái xe một vòng thì quay lại, thỉnh thoảng có người nhìn thấy cũng chẳng gấp gáp. Nhưng 2 năm trở lại đây, Internet bắt đầu phát triển, sự kiện oan hồn xe bus liền bị đồn thổi lên, ông lão không yên tâm, vì vậy buổi tối phải lái xe đi phía sau. Vừa rồi ông lão cho rằng chúng tôi là người gây khó dễ cho con mình, không nghĩ chúng tôi lại là cảnh sát. Sau khi nghe xong, ai trong chúng tôi cũng bàng hoàng, không ngờ phía sau chuyện oan hồn xe bus lại ẩn chứa một câu chuyện như vậy. Ông lão này là điển hình của tình thương con cái mù quáng. Hoàng Tiểu Đào khó có thể tin, hỏi, chiếc xe bus oan hồn này đã chạy ở thành phố 10 năm nay. Không không. Ông lão khoát tay, cũng chỉ 5 tới 6 năm đổ lại đây. Hơn nữa bệnh tình của con lão cũng phát tác theo chu kỳ, không phải ngày nào cũng ra ngoài dọa người. Tôi chợt hiểu ra, chẳng trách mấy ngày chúng ta mới gặp. Ông lão cầu xin, các vị thương xót, con trai là nơi ký thác tinh thần duy nhất của lão. Cầu xin các vị đừng bắt nó, nếu không lão già này chẳng sống nổi. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, nàng nói, với tình trạng của ông ta, cùng lắm là vào viện tâm thần thôi. Tôi nói, vào viện tâm thần có khi sẽ phải cắt bỏ thùy trán, biến thành ngớ ngẩn. Tiểu Đào thở dài, khó nhỉ, như vậy đi, chúng ta về nghiên cứu đối sách một chút, nhưng chiếc xe bus này tuyệt đối không được tiếp tục xuất hiện ở Nam Giang. Ban đêm một người tâm thần ra ngoài rất nguy hiểm, huống chi lại còn là một người tâm thần lái xe. Ông lão bất đắc dĩ lau nước mắt, nếu như có cách khác, lão cũng không phải ra hạ sách này. Mấy vị, tối nay xin nương tay cho, nếu không bệnh của nó phát tác, lão cũng không biết làm sao. Tiểu Đào nói, để lại số liên lạc, hai người đi trước đi. Ông lão rối rít cảm tạ, sau đó để lại số liên lạc, rồi hai chiếc xe lần lượt rời đi. Băng Tâm nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ thật hiền lành. Tiểu Đào thở dài, tấm lòng cha mẹ đáng thương,
Dù sao cũng không phải kẻ đại hung đại ác gì, nếu ta bắt người tâm thần này lại, có khi sẽ hại chết cha con nhà họ. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 383, Ác Ma Búa Sắt. Chúng tôi dự định ngày mai sẽ nghiên cứu đối sách để xử lý oan hồn xe bus, hôm nay đã quá muộn rồi, phải về nghỉ ngơi. Tối nay có lẽ lại tới nhà băng tâm qua đêm, do chỉ cách chỗ xe bus này không xa. Mấy người bắt một cái taxi, đột nhiên băng tâm là lên, ai ra, điện thoại của muội đâu mất rồi. Tôi hỏi, có phải để quên trong cửa hàng không? Băng tâm nói, qua lấy đi, không có điện thoại khó chịu lắm. Tiểu đào liền bảo tài xế quẹo trái ở ngã tư trước mặt, đến gần cửa hàng. Băng tâm nói, mọi người chờ đây đi, để muội vào lấy. Tôi không yên tâm để nàng đi một mình, để ta đi với muội. Chúng tôi đi vào cửa hàng, mở cửa xếp rồi cửa chính, bật đèn. Bàn cờ tỷ phú mọi người chơi hồi tối còn chưa có cất, băng tâm tìm một chút, đây rồi. Lúc này, đột nhiên tôi nhận ra trên cái giá thiếu một thứ gì đó, trong cửa hàng bán chủ yếu là đồ dùng phụ nữ. Còn có một ít quà vặt, bình thường tôi hay sắp xếp hàng nên rất rõ, thiếu hụt liền phát hiện ngay. Trên sàn nhà lại có một dấu chân mờ mờ, rất giống dấu chân chúng tôi thấy ở hiện trường. Rất có thể hung thủ thừa lúc chúng tôi đi ra ngoài đã cậy khóa vào cửa hàng, định phục kích ở đây. Hiện giờ hẳn là hắn đang ngồi trong một góc nào đó. Tôi ra hiệu cho băng tâm chớ lên tiếng, dùng khẩu hình miệng nói, có người. Băng tâm sợ hãi, tôi ra hiệu nàng chạy lại đây, chúng ta khóa cửa để ra báo với tiểu đào. Kết quả, băng tâm vừa định nhón chân chạy thì đột nhiên một người có thân hình to lớn chui ra từ giá hàng phía sau, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, hai mắt hằm hằm sát khí. Trên tay hắn còn cầm một chiếc búa bọc da, có một đầu nhọn. Băng tâm giật mình hét lên một tiếng, gã đàn ông rất nhanh xông về phía nàng, mắt hắn lại không nhìn vào tôi. Cho nên Minh Vương Chi Đồng khả năng không tác dụng được, mà sử dụng bừa tôi sẽ bị cắn trả mà mất sức chiến đấu. Trong tình thế cấp bách, tôi dùng sức đẩy đổ giá hàng, những cái giá như quân domino đổ hàng loạt, tốc độ rất nhanh khiến hung thủ cả kinh lui về phía sau một bước, nhảy vào khe giữa hai hàng. Tôi hét lên, chạy mau. Đột nhiên đèn tắt tối om, thì ra hắn đã đóng cầu giao điện, băng tâm không thấy đường ngã vào giá hàng, kêu lên, Tống Dương ca ca. Tôi đỡ nàng lên, lúc này hung thủ từ phía sau đuổi theo, trong lòng tôi thầm nghĩ ngươi tìm chết sao, lại dám tỉ thí trong bóng tối với ta. Ngẩng đầu lên thì mới nhận ra, hắn đã có chuẩn bị trước, đeo một cái kính nhìn ban đêm, vật này có thể mua được trên mạng. Hung thủ cho rằng tôi không nhìn thấy gì, cố ý bước nhẹ, tay vuốt vuốt cái búa nhỏ. Tôi căng thẳng tới mức tim đập loạn, dùng tay gõ vào băng tâm, ra hiệu nàng đừng cử động. Tới khi hung thủ còn cách chúng tôi ba bước chân, tôi hét một tiếng, chạy, rồi kéo nàng lao về phía cửa. Sau lưng chợt có tiếng xe gió vun vút, ý thức được không ổn, tôi mau chóng tránh sang một bên, thì ra hắn ném cái búa về phía chúng tôi. Cái búa đập vào cửa xếp, lõm cả một mảng, tôi kéo băng tâm dướn lên một chút, định nhặt lại cái búa. Đúng lúc này hung thủ sải bước xông tới, rút từ trong tay áo ra một cái búa y hệt, hướng vào đầu tôi bổ xuống. Tôi nhanh chóng né sang bên phải, chiếc búa sượt qua mặt, tôi sợ đến mồ hôi đầm đìa. Hung thủ lại giơ tay lên chuẩn bị bổ nhát thứ hai, nhưng vị trí của tôi không được thuận lợi, đã bị ép đến góc chết giữa tường và cửa xếp, căn bản không thể né. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi lấy hết dũng khí dùng toàn lực lao vào hắn. Hung thủ lảo đảo lùi về phía sau, nếu sơ hở này mà rơi vào tay Tống Tinh Thần chắc chắn hắn sẽ nháy mắt kết kiễu đối phương. Nhưng tôi chẳng có chút võ vẽ nào, giờ phút này trong đầu chỉ có một chữ duy nhất, trốn. Tôi kéo băng tâm lao ra ngoài cửa, nàng nói, chờ đã. Sau đó quay người đóng cửa lại, không ngờ hung thủ đột nhiên đạp một cước thật mạnh từ phía trong, băng tâm kêu lên một tiếng ngã ngửa vào người tôi. Hung thủ lừ lừ xuất hiện đằng sau cánh cửa, đằng đằng sát khí, tay xoay xoay cái búa. Hắn gằn giọng, tìm được các ngươi thật khó. Tôi hỏi, tại sao ông muốn giết chúng tôi? Giết người còn cần có lý do sao? Lão tử muốn giết thì giết. Động tác của hắn rất nhanh, chuyển người tiến tới, tay trái giấu sau lưng. Từ tình huống ném búa vừa nãy, tôi đã nhìn thấu mánh khóe của hắn. Chỉ cần đối phương quay lưng hắn sẽ ném cái búa ra, rất có khả năng Trương Binh cũng chết như vậy. Tôi đẩy băng tâm ra, có giỏi thì tới đây. Ha ha,
ngươi cũng dũng cảm đấy. Hung thủ cười lạnh. Tôi sợ hãi lùi về sau một bước, hung thủ cũng từng bước tiến gần, tôi cứ thế lùi về tận đầu đường, không dám quay đầu lại. Đúng lúc này chợt vang lên ba tiếng súng, Hoàng Tiểu Đào hét lớn, đứng im, cảnh sát đây. Hung thủ ngớ người rồi quay đầu bỏ chạy, Hoàng Tiểu Đào giơ súng lên ngắm, bắn một phát. Hung thủ hơi loạng choạng, rồi vọt thật nhanh vào hẻm nhỏ. Tiểu Đào chạy tới hỏi, hai người không sao chứ? Tôi nói, không thể để hắn thoát, cô bảo vệ Băng Tâm, tôi đuổi theo. Vừa chạy được mấy bước thì hai người cũng đuổi theo, Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, cùng đuổi đi. Có vẻ hung thủ đã trúng đạn, trên mặt đất cứ cách mất bước lại có vài giọt máu, chúng tôi lần theo dấu máu đuổi theo không biết bao xa, tới bờ sông thì biến mất. Trên bờ có một cái áo khoác và cặp kính nhìn ban đêm, nhìn sông nước mênh mông tôi đoán được hung thủ đã nhảy xuống bơi để tẩu thoát, nước có thể giấu mùi, ý thức phản trinh sát rất cao. Hoàng Tiểu Đào lấy điện thoại ra, tôi lập tức cử đặc nhiệm tới truy lùng. Tôi ngăn lại, chờ đã, bên kia sông có mấy khu nhà, phải đến hơn ngàn căn hộ, chỗ để ẩn náu là quá nhiều. Vạn nhất hung thủ bị ép buộc, lưỡng bại câu thương liền uy hiếp con tin thì sẽ vô cùng phức tạp. Cô cứ phái cảnh sát canh gác trên đường chính, chúng ta bao vây hắn lại đã. Tiểu Đào nói, chỉ bao vây cũng vô dụng. Tôi nói, chúng ta về cục trước, tôi có kế hoạch vạn toàn có thể bắt hắn. Tiểu Đào dậm chân, giờ là lúc nào rồi còn vòng vo, nói luôn ở đây không được sao. Tôi lắc đầu, phải xem bản đồ khu vực này đã. Ba người chúng tôi quay về, Băng Tâm cũng không bị thương, chỉ bị lật cái móng tay, do lúc hung thủ đạp cửa làm gãy. Tiểu Đào mắng, tên này thật to gan lớn mật, lại dám tìm tới tận cửa hàng. Tôi giải thích là chúng ta chủ quan, nghĩ rằng hắn sẽ ẩn náu một thời gian. Chúng tôi quay về cửa hàng, Vương Đại Lý đang sững sờ nhìn đống lộn xộn, kinh ngạc hỏi, vừa xảy ra chuyện gì vậy, có phải ban nãy Tiểu Đào tỉ tỉ nổ súng không, có kẻ xấu vào đây à? Tôi nói, ta với Băng Tâm suýt nữa mất mạng đấy. Chương 384, Diệu kế của Tống Liệt Dương. Chúng tôi vội vã quay về thị cục, trên đường đi Lạc Ưu Ưu nói, Tống Dương học trưởng, thật xin lỗi, địa chỉ cửa hàng có lẽ do em để lộ ra. Cô bé nói hẳn là hung thủ nhìn được từ điện thoại của mình, trên điện thoại của Ưu Ưu có Tao Bao và Mây Tùa. Địa chỉ đều ghi là ở đây, tôi xua tay nói, không sao, cô đừng tự trách mình, dù gì hung thủ chủ động xuất hiện lại là chuyện tốt. Tôi hỏi đại lý, cửa hàng có tổn thất nhiều lắm không? Đại lý đáp, bị đổ mấy giá hàng. Có điều không sao, chúng ta bán băng vệ sinh mà, có rơi cũng chẳng vỡ được. Chúng tôi về thị cục, mở bản đồ khu công nghệ cao thành phố Nam Giang ra, đây chính là khu đối diện bờ sông mà hung thủ chạy thoát. Tôi nhìn qua một chút, khu vực này có hai trục đường chính xuyên qua, phía sau là sông, Tiểu Đào nói, muốn bao vây thì cũng dễ, phái cảnh sát giám sát hai trục đường, cùng với tàu tuần tra trên sông. Tôi trả lời, hung thủ đã bị thương, cô phái thêm người tới bệnh viện duy nhất trong khu này cố thủ. Tiểu Đào nói, hung thủ giàu hoạt như thế, không thể nào chạy vào bệnh viện để lấy đạn ra, trừ khi hắn bị điên. Tôi cười, tôi đương nhiên biết, đây chỉ là giả vờ thôi, hung thủ trúng đạn, đầu tiên hắn sẽ phải cầm máu, nhưng qua đêm nay nhất định sẽ sốt cao, nhiễm trùng. Bởi vậy hắn cần phải có thuốc giảm đau, cô phái mấy cảnh sát trẻ tới các tiệm thuốc ở đó, mặc đồ dược sĩ vào. Tiểu Đào nhướng mày, hảo tiểu tử, gậy ông đập lưng ông, anh cũng chơi trò há miệng chờ sung. Tôi cười, cái này là chim ở trong lồng. Hoàng Tiểu Đào nói, phái cảnh sát đi có lẽ sẽ bị nhận ra, để tôi liên lạc với học viện cảnh sát, cử mấy sinh viên tới. Tôi gật đầu, trơ mắt nhìn người vô tội bị hại, cô cũng bắt đầu giống tên Vương Đại Lý này rồi đấy. Vương Đại Lý chép miệng một cái, đừng có lôi ta vào để nói. Hoàng Tiểu Đào gọi điện. Những sinh viên ở trường vừa nghe thấy có thể tham dự hành động bắt tội phạm liền kích động, tranh nhau xung phong tới chấp hành, huấn luyện viên liền tuyển chọn 20 người trong số đó. Lát sau đám sinh viên chạy tới, Tiểu Đào sang lọc một chút, giữ lại 4 người, những người không được chọn thì ủ rũ cúi đầu, tôi an ủi, không sao, lần sau có nhiệm vụ sẽ gọi mấy cậu. Chúng tôi phải tranh thủ từng giây từng phút, lập tức liên lạc với mất tiệm thuốc, nhờ họ phối hợp với cảnh sát, tập huấn bây giờ thì quá muộn. Mấy sinh viên chỉ có thể tới tiệm vừa học vừa bán. Sắp xếp xong xuôi đã là 3 giờ sáng, mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng chẳng ai muốn đi ngủ. Tôi nói, chúng ta tiến hành song song, phân tích lại một chút thân phận của hung thủ. Kết hợp với hình dáng,
chiều cao của hung thủ không khác lắm so với suy đoán của tôi, hắn nói chuyện có khẩu âm của tỉnh Giang Cống. Khả năng có tiền án, có thể dùng hai đặc điểm này để rà soát nhân viên trong nhà máy hóa chất. Hoàng Tiểu Đào dẫn theo mấy cảnh sát thứ đêm làm tăng ca, mấy người chúng tôi chờ đợi trong phòng họp, ai cũng tâm sự nặng nề, không nói tiếng nào. Sau đó quả thực là rất mệt mỏi, liền gục xuống bàn ngủ, mở mắt ra trời đã sáng rõ, hai chân tê cứng như đá, Băng Tâm nói chuyện có vẻ nghẹt mũi, tôi hỏi, có phải muội bị cảm rồi không? Băng Tâm hắt xì một cái, khả năng là cảm rồi. Tôi nói, để ta đi mua thuốc cho. Tôi ra tiệm thuốc bên ngoài mua mấy liều cảm mạo, nhìn thấy trên giá hàng có nước suối với túi đựng nước đá, tâm trí tôi chợt chuyển động. Đến 8 giờ sáng, Vương Đại Lý nói, ta về cửa hàng đây, trong tiệm lộn xộn hết lên rồi, phải sắp xếp lại. Tôi nói, ngươi về đi, giờ ta không qua được. Đại Lý phất tay cứ tùy tiện, bắt được hung thủ nhớ báo cho ta, ta thế nào cũng phải cho hắn một đấm. Ở nguyên trong cục tới xế chiều, rốt cuộc cảnh sát cũng điều tra được một kẻ khả nghi, người này tên là Tiếu Đại Vĩ, 47 tuổi. Trước đây là nhân viên nhà máy hóa chất, quê ở tỉnh Giang Cống, đã từng ngồi tù do đánh người, sau khi ra tù thì thất nghiệp, là một kẻ lông bông. Trông thấy gương mặt này, tôi khẳng định 100% chính là hắn, chỉ là tiền án của hắn như vậy chắc chưa đủ. Hoàng Tiểu Đào nói, tên này chắc chắn không chỉ gây ra một vụ án. Cả ngày chờ đợi trong sự nóng ruột, phía tiệm thuốc vẫn chưa có tin tức gì, Tiểu Đào hỏi, hắn đoán được kế hoạch của anh chăng? Tôi xua tay, không, mà là hắn rất cẩn thận, chịu đau đến mấy cũng không ra mua thuốc. Tiểu Đào hơi gấp gáp, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi cười, không sao, chọn phương án hành động thứ hai, giải quyết tận gốc. Tôi khoanh một vùng trên bản đồ, liên lạc với nhà máy nước, ngày mai cắt nước khu vực này, không cần báo trước. Hoàng Tiểu Đào cười, tính toán không gì nhẫn tâm bằng Tuyệt Lương, chiêu này của anh thật ác, nhưng tôi thích. Băng Tâm uống hớp nước nói, nếu như là muội, dứt khoát sẽ chết. Một người bị nhiễm trùng sốt cao lại không có nước uống, sự khổ sở này thật không cách nào tưởng tượng được, nhưng như vậy chưa đủ, tôi hạ lệnh. Gọi những sinh viên trả về hôm qua tới đây, thêm mấy người nữa, phái đến từng cửa hàng tiện lợi, quán internet, quán thuốc lá, tất cả những nơi có thể mua được nước. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, được, giờ tôi đi sắp xếp. Lần này sinh viên tới nhiều hơn, vừa nghe có nhiệm vụ liền hưng phấn như đám chim sẻ. Nhiệm vụ lần này độ khó tương đối thấp, đi nhiều người thì dễ bại lộ, cho nên Tiểu Đào bảo họ chia từng nhóm nhỏ tới đó. 8 giờ sáng hôm sau, các cảnh sát bắt đầu vào vị trí, Tiểu Đào liền gọi điện cho nhà máy nước, cắt nước một ngày. Chúng tôi chờ đợi, một ngày cứ như thế trôi qua, đến khi trời tối, tôi nhìn đồng hồ một cái, sắp được rồi, theo tôi đoán thì trong vòng 3 tiếng nữa hắn sẽ xa lưới. Tiểu Đào kinh ngạc, anh khẳng định như vậy. Tôi đáp, bản tính con người là sợ bóng tối, ban đêm sẽ mang lại cho hung thủ cảm giác an toàn, cộng thêm suốt cả ngày nay, nhất định tối hắn sẽ ra ngoài. 8 giờ 30 phút tối, một cú điện thoại gọi tới, một sinh viên hưng phấn nói, đội trưởng, chúng tôi bắt được hắn rồi. Giống hệt trong ảnh, Tiểu Đào liền la lên, báo cáo vị trí. Chúng tôi hỏa tốc chạy tới, bắt nghi phạm. Lúc trông thấy Tiếu Đại Vĩ, hắn nhìn đã vô cùng thê thảm, không còn một chút tinh thần nào, môi nứt nẻ, mí mắt sưng vù, đi đứng loạn trà loạn choạng, hai cảnh sát xốc nách hắn mới có thể miễn cưỡng đứng được. Lúc bắt được hung thủ, chẳng tốn một giọt mồ hôi nào, hắn vừa bò ra ngoài thì ngã ngay trên bậc cầu thang. Tiếu Đại Vĩ mấp máy đôi môi khô nứt, thều thào, cho ta nước, cho ta nước. Tôi đi mua hai chai nước suối, đưa cho hắn, Tiếu Đại Vĩ cứ như người lạc trong sa mạc mấy ngày, tay run run mở nắp, rót điên cuồng vào cổ họng, sau đó ho sặc sụa. Hiền lành như Tôn Băng Tâm mà nhìn thấy hắn như vậy cũng chẳng động lòng chút nào, mắng, đáng đời. Nghi phạm được đưa thẳng tới bệnh viện, Tiểu Đào nói, gọi tất cả những sinh viên tham gia hành động về đi, tôi nay tỉ mời cơm. Mọi người nhiệt liệt hoan hô, tôi lén đẩy đẩy tay nàng, hơn 100 người, cô định chi hết à? Tiểu Đào bĩu môi, tỷ đang cao hứng, hơn 1.000 người cũng sẽ mời. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 385, 10 bước ném búa. Sau khi Tiếu Đại Vĩ được đưa tới bệnh viện chữa trị, cảnh sát tìm tới chỗ trốn của hắn mới phát hiện tên này đúng là một hãn phỉ. Chính hắn dùng diêm đốt miệng vết thương để cầm máu,
định trốn tránh mấy ngày nhưng không ngờ tới tôi lại dùng độc chiêu. Hắn biết đây là cái bẫy, liền nhắm mắt uống nước bẩn trong bồn cầu, nhưng sau đó không thể chịu đựng được, nuôi một tia hy vọng ra tiệm thuốc mua nước, liền bị bắt. 3 ngày sau, chúng tôi gặp Tiếu Đại Vĩ ở phòng thẩm vấn. Hắn ngồi đĩnh đạc trên ghế, khóe miệng nhếch nụ cười lạnh, tôi ngồi xuống hỏi, lấy lại tinh thần rồi. Tiếu Đại Vĩ khinh thường đáp, cảnh sát các ngươi thật không có bản lĩnh, lại dùng tới âm chiêu này, không phải là ta mạnh miệng chứ các ngươi một chọi một với ta, chẳng ai là đối thủ. Tiểu Đào giễu cợt, đêm hôm đó chạy mất dép, bị bắt vì một hớp nước, ngươi đúng là hảo hán. Tiếu Đại Vĩ chửi, con đàn bà thúi, nếu không phải ngươi mặc bộ đồ này trên người, lão tử sẽ chơi ngươi cho đủ. Sau đó, đột nhiên Tiếu Đại Vĩ hét ầm lên, cứ như bị giật điện, toàn thân run rẩy, liều mạng lui về phía sau. Tôi dùng Minh Vương Chi Đồng lườm hắn 5 giây, cho tới khi hắn xin tha mới thu hồi. Lạnh lùng vặn một chai sữa bò uống, dám sỉ nhục người yêu trước mặt tôi, đúng là chán sống. Minh Vương Chi Đồng dùng ở đây có một điểm hay, đó là không tính thành ép cung, nhưng cái cảm giác sợ hãi mãnh liệt này còn khổ sở hơn cơ thể bị đau đớn. Tôi đắc ý lau sữa dính trên khóe miệng, hảo hán, cứ cứng đầu nữa đi. Tiếu Đại Vĩ cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhìn tôi cứ như khắc tinh, không nói nên lời. Tiểu Đào nói, khai mau, tại sao lại giết người? Thật không ngờ hắn lại rất thoải mái khai nhận, hắn nói thời còn trẻ rất dễ tức giận, đánh người bị thương nên phải ngồi tù. Ở trong tù hắn quen một số tội phạm, dạy cho hắn khá nhiều tiểu xảo, ví dụ như dùng búa giết người là do một cao thủ võ lâm sa ngã dạy hắn. Mãn hạn ra tù, do trên người có án tích nên chẳng công ty nào nhận hắn, chỉ có thể lăn lộn xã hội kiếm sống. Hắn làm bất cứ chuyện gì để kiếm tiền, như con chuột trong cống ngầm, không được thấy ánh mặt trời. Nhiều lúc nhìn thấy những người có tiền hắn tức điên lên, cảm thấy thế giới này thật bất công. Mùa đông năm 99, hắn bám theo một phú bà về tận nhà, hiếp dâm bà ta sau đó giết chết. Nhìn người khác trước mặt mình khóc lóc xin tha, dãy dụa như con chó, cảm giác áp đảo khiến hắn thấy rất thoải mái. Từ đó hắn trở nên nghiện cái cảm giác ấy, nghiện giết người, cứ cách một thời gian lại gây ra một vụ án. Những nạn nhân bị hắn giết đều là tùy hứng, chẳng có dự tính gì trước, ví như có một lần hắn bị bệnh nhưng không có tiền đi bệnh viện. Sau khi khỏi ốm tâm lý khó chịu, trên đường gặp một bác sĩ tan việc, liền giết luôn. Mấy năm nay hắn chạy đông chạy tây, không có chỗ ở cố định, cũng quen biết vài người coi là bạn. Có một lần bạn bè ngồi uống rượu với nhau tán gẫu, một người bạn khoác lác rằng vụ giết người mới xảy ra là do hắn gây ra, thành phố tới bây giờ vẫn còn hoang mang. Người khác thì nói vậy đã là gì, vụ án lúc trước hắn gây ra còn được dựng thành phim, ai ai cũng xem, chính hắn xem đi xem lại bộ phim mà lòng thỏa mãn. Đám tội phạm giết người cũng có tự tôn, cũng có cạnh tranh, nếu so sánh lại, Tiếu Đại Vĩ chính là loại điếu ti trong đám. Mặc dù hắn đã giết không ít người, nhưng toàn là nhỏ lẻ, cho tới giờ chưa từng gây ra vụ án oanh động nào, không được lưu danh sử sách như hai người kia. Tiếu Đại Vĩ kìm nén bực tức, quyết tâm phải gây ra một vụ án chấn động thế giới. Sau đó hắn trở lại Nam Giang, ở đây hắn có quan hệ rất tốt với một cô gái, không ngờ mấy năm mình đi. Cô gái đã bị Trương Binh Marco lừa gạt đi bán dâm, sau đó mắc bệnh tình dục mà chết. Tiếu Đại Vĩ giận đến bốc hỏa, đi tìm Trương Binh, quyết làm thịt hắn. Trương Binh liều mạng xin tha, nói sẽ bồi thường tiền, cho nên hai người đã có một giao kèo. Trương Binh nợ Tiếu Đại Vĩ 1 triệu, lãi hàng năm 3%. Nhưng Trương Binh lại rất lươn lẹo, cứ chây ì không chịu trả tiền lãi, chuyện này kéo dài tận 5 năm. Mấy ngày trước Tiếu Đại Vĩ tới tìm Trương Binh để đòi tiền, vừa hay lúc đó Trương Binh đang hợp tác với bọn buôn người. Hai người nói chuyện ở tòa nhà bỏ hoang, Trương Binh khóc lóc kể lể mình không có tiền thật, có điều bây giờ có một đám con gái, hay là Tiếu Đại Vĩ tùy ý chọn một cô, chuyện này coi như xóa bỏ. Tiếu Đại Vĩ nổi trận lôi đình, dương mắt bấy lâu chờ đợi số tiền này, cả mấy năm trời mà hắn nói một hai câu liền đòi xóa bỏ. Hắn đá Trương Binh ngã xuống đầm, Trương Binh ngoi lên kêu cứu, Tiếu Đại Vĩ lấy búa ra đập vào gáy hắn, Trương Binh liền chìm xuống. Lúc đó điện thoại của Trương Binh rơi ra đất, Weibo đang mở, Tiếu Đại Vĩ ngồi đó đọc truyền thuyết oan hồn xe bus. Lại thấy Chu Dương đăng video, tâm niệm liền động, đây chẳng phải là một cơ hội tốt để lưu danh sử sách sao. Nếu như giết toàn bộ số người kia, kết hợp với truyền thuyết oan hồn xe bus, đừng nói chỉ thành phố Nam Giang mà toàn bộ Trung Quốc cũng sẽ bị chấn động.
nói không chừng còn được biên kịch thành phim cũng nên, vậy sau này chính mình sẽ trở thành ngôi sao tội phạm giết người. Nghĩ ra kế hoạch tốt, hắn vớt Trương Bình lên, mang về chỗ ở, ném lên giường. Ngày hôm sau, hắn chuẩn bị xong mọi thứ, giả làm Trương Bình hẹn hai cô gái phục vụ quán bar ra ngoài, sau đó thì gây án ở khách sạn. Còn mấy người khác thì hơi phiền toái, dễ tìm nhất chỉ có chủ nhân video kia, thông qua hắn có lẽ sẽ tìm được những người còn lại. Vì vậy hắn tìm một chút, biết được Chu Dương háo sắc, liền giả làm fan nữ dụ dỗ. Sau khi uy hiếp được Chu Dương, hắn tìm ra được Lạc Yêu Yêu, Chu Dương lúc này không còn giá trị lợi dụng, liền bị giết. Lạc Yêu Yêu sở dĩ còn sống là hắn muốn lợi dụng cô bé để dụ ba người bọn tôi ra, chứ với kỹ xảo 10 bước ném búa của hắn, làm sao cô bé chạy được. Không ngờ tiểu nha đầu này chạy cũng nhanh, Tiếu Đại Vĩ mai phục gần đó há miệng chờ sung, tiện mở điện thoại của Lạc Yêu Yêu biết được nơi làm việc của cô. Sau đó chúng tôi tìm tới, tâm lý của Tiếu Đại Vĩ rất thỏa mãn, đơn giản là ông trời giúp mình, hắn dự định sẽ giết Lạc Yêu Yêu cùng đại lý trước, sau đó tới tôi và Băng Tâm. Vạn lần không nghĩ tới là đúng lúc đó Tống Tinh Thần lại xuất hiện, khiến kế hoạch của hắn phá sản, đành bỏ chạy. Nửa đường Tiếu Đại Vĩ vứt xe, quay lại thành phố. Thực ra hắn đã sớm tới cửa hàng nghiên cứu địa hình, cũng đã nhìn thấy đại lý và Yêu Yêu nhưng ban ngày thì khó hành động, cho nên liền lén chui vào trong mai phục. Nói tới đây, Tiếu Đại Vĩ cười cười, có điều không sao, vụ án này ta quá hài lòng rồi, chờ báo chí đưa tin nhất định sẽ chấn động. Nhớ nhất định phải viết tên thật của ta, không cần tên giả, tiện khoe luôn tuyệt kỹ 10 bước ném búa của ta nữa. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày rồi, vụ án này căn bản sẽ không đăng báo, chẳng ai biết, tự ngươi vào khoác lác với bạn tù đi. Tiếu Đại Vĩ trợn tròn mắt, cảnh sát các ngươi tại sao lại như vậy, vụ án lớn như thế mà không đăng báo, không rát vàng lên mặt một chút ư. Tôi nói, có muốn ta viết thành chuyện, đăng lên mạng không? Tiếu Đại Vĩ còn tưởng là thật, được đó, nhớ dùng tên thật của ta. Tôi vốn chỉ định trêu hắn một chút, đột nhiên nghĩ tại sao không thuận tiện moi tin tức những kẻ khác trong đám tội phạm từ hắn. Liền cố ý nói, chỉ mỗi vụ án này thì viết khó quá, ngươi kể về quãng thời gian với đám bạn được chứ. Chương 386, giải mộng lão tài xế. Tiếu Đại Vĩ nói, không, ta muốn để bao giờ vào trại giam mới nói. Tiểu Đào hỏi, ở đây không nói được ư? Tiếu Đại Vĩ chỉ 8 chữ lớn trên tường phía sau tôi, thành khẩn được khoan hồng, ngoan cố sẽ nghiêm trị. Hắn nói, 8 chữ này chỉ để loài người, với tình hình của ta còn khoan hồng làm sao? Đơn giản chính là bắn chết, ta muốn giữ lại vào trại giam, từ từ khai, như vậy còn được giám ngục chiếu cố. Hoàng Tiểu Đào cười, ngươi cũng biết nhiều đấy. Tiếu Đại Vĩ dương dương đắc ý, lại còn không? Ta đã tiếp xúc với biết bao bằng hữu cùng phạm tội, nếu như có phân trình độ học vấn của tội phạm, ta phải cỡ tiến sĩ. Hoàng Tiểu Đào gõ nhẹ vào bàn 3 cái, đây là ám hiệu thu binh, tôi nói với Tiếu Đại Vĩ, đói rồi chứ. Ta đi lấy chút gì đó cho ngươi ăn. Tiếu Đại Vĩ gật đầu, được, mang thêm bao thuốc lá. Hai chúng tôi tạm rời khỏi phòng thẩm vấn, Tiểu Đào nói, tên này nhất định còn giấu nhiều điều, một là những vụ hắn gây ra, hai là những vụ hắn biết. Tôi muốn hỏi ra thêm những tên khác, còn của bản thân hắn sớm muộn hắn cũng sẽ khai. Tôi lắc đầu, tính chất hai việc này không giống nhau, bạn bè hắn quen biết trên đường rất rộng, lập công cũng là cảnh sát tỉnh khác, còn nếu hắn khai nhận chính những vụ của bản thân, công lao là của cô hết. Tiểu Đào cười, có anh ở đây tôi còn sợ thiếu cơ hội lập công ư. Tôi còn đang cảm thấy mình thăng chức quá nhanh ấy, để tôi đi chuẩn bị ít đồ cậy miệng Tiếu Đại Vĩ. Tôi nói, tôi đi mua đồ ăn cho hắn. Nửa tiếng sau chúng tôi quay lại, tôi mua cho Tiếu Đại Vĩ hộp cơm thịt trâu, một bao hồng tháp sơn, một chai nước lọc. Hắn cười nói, tiểu tử thật biết điều, đêm đó đã đắc tội rồi. Chúng tôi ngồi xuống, Tiếu Đại Vĩ ăn ngấu nghiến, hiếu kỳ hỏi, hai ngươi không ăn? Tiểu Đào nói, thẩm vấn xong chúng ta mới ăn. Tiếu Đại Vĩ gật đầu, các ngươi cũng thật vất vả. Sau đó lại cúi đầu lùa cơm. Chờ hắn ăn đủ, Tiểu Đào lấy ra hai bản giấy in, có ảnh chụp hai nhà tù, nàng cầm tấm bên trái lên nói, đây là nhà tù Tiêu Sơn. Lâu đời nhất tỉnh Nam Giang, vô cùng cẩn mật, tù nhân đều là tội phạm nguy hiểm, thường xuyên gây rối hoặc đánh chết người. Nghe nói phạm nhân trong đó gây rất nhiều, mỗi ngày phải lao động 12 tiếng, ăn uống cũng kém cỏi nhất. Tiếu Đại Vĩ nhướng mày, Tiểu Đào cầm tấm giấy còn lại lên,
Còn đây là nhà tù Đồng Sơn mới được xây dựng, là một khu nhà tù thí điểm kiểu mới, toàn bộ quản lý bằng tự động hóa. Hai người giam một phòng, thậm chí có người một mình một phòng, đồ ăn tương đối tốt, đầu bếp đều được thuê từ các quán cơm bên ngoài, hàng ngày được ăn thịt, còn có cả trái cây. Trong nhà tù có sân bóng rổ, phòng thể dục, thư viện. Những phạm nhân có biểu hiện tốt còn được tham gia sát hạch kỹ năng nghề và thậm chí còn được cho phép người thân gửi ly máy bay vào. Tiểu Đào đẩy hai tờ giấy ra trước mặt hắn, nói, suy nghĩ một chút đi, dù sao ngươi cũng phải ngồi tù một thời gian, sống có thoải mái hay không đều phụ thuộc vào thái độ của ngươi. Tiểu Đại Vĩ nuốt nước bọt một cái, ta khai, ta cái gì cũng khai hết. Tiểu Đào đạt được mục đích, khẽ cười, trước tiên chúng ta muốn nghe chuyện về những người bạn của ngươi. Cả một buổi chiều hôm đó, Tiểu Đại Vĩ nói liên mồm, khai ra tất cả những tội phạm mà hắn biết. Bán đứng bạn bè không chút do dự, thông qua hắn chúng tôi nắm giữ được ít nhất 5-6 vụ đại án ở các tỉnh. Tới tối thẩm vấn xong, tôi với Tiểu Đào đã mệt rũ người, nhưng tâm lý lại rất thoải mái. Tiểu Đào lập tức gọi điện cho những tỉnh kia, bảo họ căn cứ vào những manh mối thu được để điều tra. Một tháng sau, có mười mấy vụ án lớn trong các tỉnh được phá, Tiểu Đào nhận được cả đống công văn cảm ơn từ các thị cục. Sau khi Tiểu Đại Vĩ được chuyển qua bên tư pháp, chúng tôi vẫn còn một vấn đề phải giải quyết, đó là oan hồn xe bus. Tiểu Đào gọi tất cả mọi người tới, xin ý kiến, suy nghĩ cách thức. Thảo luận một hồi tôi đưa một ý tưởng, đó là có thể làm một chiếc xe bus giả, mô phỏng một chút để cho Tô Quân Đình ngồi trên đó được thỏa nguyện, cũng không cần phải mỗi tối ra đường dọa người. Nói thì dễ, thực hiện mới khó, lão yêu nói, sao phải tốn công tốn sức, giờ đã là thế kỷ 21 rồi, các người không biết đến kỹ thuật VR sao. Lão yêu nói có thể quay lại toàn bộ quãng đường xe bus di chuyển, rồi lập trình một phần mềm tương tác, mua mô hình điều khiển xe bus, để Tô Quân Đình ngồi trên đó, đeo kính VR là xong. Để thực tế hơn, có thể lắp bộ chấn động giả, khi lái sẽ có cảm giác lắc lư. Hoàng Tiểu Đào la lên, chủ ý rất hay. Lão yêu, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, cứ viết phần mềm đi, ta xin kinh phí nghiên cứu cho. Lão yêu vui lắm, rung đùi đắc ý nói, một mình làm không xuể, ta yêu cầu một người trợ giúp. Hắn nhìn quanh một vòng, các nam cảnh sát ai cũng hoang mang, cuối cùng tầm mắt hắn rơi vào tôi, ta không muốn ai khác ngoài Tống Dương, nếu không thì chịu thôi. Tôi ra sức nháy mắt với Tiểu Đào đừng đáp ứng, nhưng nàng lại vờ như không biết, nói, Tống Dương, vì chị An của Nam Giang, anh chịu khó một chút thôi. Tôi đau khổ, cúi đầu nửa ngày không ngẩng lên được, bên cạnh là hàng loạt tiếng thở phào. Bởi chuyện này tương đối thú vị nên Vương Đại Lý cũng xung phong tham gia, tiện dẫn theo luôn cả Lạc Ưu Ưu. Hai người này gần đây cứ như cặp song sinh, đi đâu cũng có nhau, có hai người họ ở đây giảm bớt được rất nhiều sự quấy rối của lão yêu đối với tôi. Loay hoay nửa tháng mới xong, chúng tôi về nhà Tô Quân Đình lắp đặt, nói cách sử dụng cho cha ông ta. Món đồ này nhìn cũng buồn cười, cứ như đồ chơi ở siêu thị cho trẻ em. Ban đầu Tô Quân Đình sống chết cũng không chịu lên, cha ông ta phải năn nỉ mãi mới chịu. Thử qua một lần, Tô Quân Đình liền si mê, không buông tay. Từ đó về sau, Nam Giang không còn ai trông thấy oan hồn xe bus nữa. Vương Đại Lý đề nghị chúng tôi viết chuyện này thành một cuốn truyện, tựa đề là Vạch Trần Tin Đồn Nhảm Oan Hồn Xe Bus. Tôi xua tay, muốn viết tự ngươi đi mà viết, hai ngày nay ta quá mệt mỏi rồi, cần được nghỉ ngơi. Vương Đại Lý trách, ngươi đúng là không có đầu óc kinh doanh, nếu chịu đầu tư chất xám đã sớm trở thành hot net. Tôi bật cười, không thấy một hot net vừa chết trước mắt chúng ta à, giờ ta chẳng có chút ý tưởng nào về cái này, muốn làm tự ngươi làm đi. Hai ngày nghỉ ngơi trong cửa hàng, băng tâm tới tìm, cứ nằng nặc đòi tôi dẫn đi mua quần áo. Tôi đã quên chuyện đánh cược này, hơn nữa kết quả ai thắng cũng chẳng rõ ràng. Mặc dù oan hồn xe bus có xuất hiện nhưng tôi đã chứng minh nó là giả, cho nên nó thực chất không tồn tại. Hai chúng tôi tranh cãi không ai chịu ai, Lạc Ưu Ưu đứng ở quầy giật dây nói, rằng co, cứ dứt khoát hôn một cái là xong. Tôi nói bậy nói bạ, hai ta chỉ là. Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên má tôi có cảm giác mềm mại, ươn ướt, quay đầu lại thì băng tâm cười khanh khách nhìn tôi, lần này cho huynh được lợi, muội đi trước. Nhìn bóng lưng nàng chạy đi, hai má tôi nóng gian, tâm lý không sao bình tĩnh lại được. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.pro. Chương 387,
Thông điệp của tử thần. Hai ngày này Vương Đại Lý với Lạc Yêu Yêu cứ quấn lấy nhau, thể hiện đủ loại tình cảm khiến cho người xung quanh tức lộn ruột. Nhân viên trong tiệm cũng nhai đi nhai lại câu lolicon, tù từ 3 năm đến tử hình để trêu Vương Đại Lý. Cửa hàng dạo này cũng dần vào guồng, có thu nhập ổn định, công việc chào hàng buôn bán đều do đại lý làm. Tôi trên cơ bản chỉ giúp việc vặt trong tiệm, nhân viên ai cũng gọi tôi một tiếng Tống ca. Nửa tháng trôi qua trong sự yên bình, hôm nay Tiểu Đào gọi điện cho tôi, nói trong nhà tù xảy ra chuyện, tối qua kẻ mô phỏng đã bị giết. Tôi kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không hiểu vì sao hắn lại chết. Hoàng Tiểu Đào lái xe tới đón tôi, cả hai chạy tới nhà tù báo Tử Sơn, thi thể hắn được đặt trong phòng khám của nhà tù. Vết thương rất nhỏ, đâm từ mạng sườn, trên người cũng không có nhiều máu, tôi phát hiện hình dạng vết thương không được gọn gàng, có vẻ là hung khí tự chế. Phim Mỹ thường có chuyện này, phạm nhân mài miếng sắt nhỏ thành dao đâm người, trên thực tế chuyện này rất ít xảy ra. Cho dù là phim cũng chỉ là mô ni phê, nhà tù ngoài đời thực không hề hỗn loạn như vậy. Theo giám ngục kể lại, kẻ mô phỏng hôm qua đang hóng gió thì đột nhiên quỳ xuống lưới sắt, cho rằng hắn bị bệnh. Giám ngục đi tới thì thấy miệng và người hắn chảy máu, lập tức đưa vào phòng cấp cứu nhưng vô ích, đến tối liền không qua khỏi. Lúc đó trong sân có không ít phạm nhân, phía trên có lính canh giám sát, toàn bộ không phát hiện ai khả nghi. Tôi suy tư giây lát, nói, gọi phạm nhân cùng phòng hắn tới đây. Giám ngục dẫn mấy tên phạm nhân theo thứ tự đến, tôi hỏi từng người một, nhìn mặt mà nói chuyện, bọn họ đều nói mấy ngày nay không có gì bất thường. Cho đến khi người cuối cùng bước vào, tôi chợt để ý ánh mắt của hắn lóe lên. Hỏi mấy vấn đề giống như trước, hắn cũng trả lời y như mấy phạm nhân kia. Nhưng tôi chú ý hắn rất căng thẳng, cười lạnh nói, anh không nói thật. Phạm nhân kia liền hoang mang rối rít nói, tôi nói câu nào cũng là thật, người này thường ngày rất lạ, cứ bắt chước chúng tôi, ai cũng xa lánh hắn. Tôi hỏi, thường ngày có bắt nạt hắn không? Bắt nạt hắn. Phạm nhân giờ khóc giờ cười, hắn tha không bắt nạt chúng tôi thì thôi. Lúc hắn vừa vào, chúng tôi định dạy dỗ hắn một trận, ai dè bị hắn quật ngã từng người một, sau đó nước sông không phạm nước giếng, chúng tôi không để ý tới hắn, hắn cũng không làm gì chúng tôi. Tôi hỏi, một ngày trước khi xảy ra chuyện, ngươi có thấy hắn không? Phạm nhân không ngờ tôi lại đột ngột chuyển chủ đề, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ấp úng trả lời, không. Không có. Tiểu Đào lạnh lùng nói, khai báo thành khẩn, chúng ta có thể xem xét giảm án cho ngươi. Phạm nhân không tin, đừng gạt tôi, các người không phải cùng ngành dọc, hỏi xong kiểu gì trả phủi mông đi mất. Tiểu Đào nghiêm túc, vẫn có quyền giảm nửa năm ngồi tù, ngươi yên tâm ta nói được làm được. Phạm nhân nhìn trái nhìn phải, cứ như bên cạnh có người, cuối cùng nhỏ giọng nói, các người phải giữ bí mật, tôi sợ lộ ra ngoài thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ được. Hắn nói đêm đo không ngủ được, ở trên giường cứ trằn trọc, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm từ bên ngoài bay vào. Hắn ngóc đầu nhìn thì thấy bên ngoài có một người đang đứng, tay cầm một nén hương. Tôi ngắt lời hắn, là giám ngục hay tù nhân? Hắn đáp, tù nhân, mặc đồng phục giống của tôi không biết sao hắn lại mò ra được. Tôi hỏi tiếp, hình dáng thế nào? Hắn lắc đầu, trời tối quá tôi không nhìn rõ, nhưng có vẻ rất khỏe mạnh. Hắn kể tiếp, mùi hương kia khi hít vào thì đầu óc cảm thấy mơ màng. Chính bản thân lúc trước là kẻ chuyên đi lừa gạt, hắn biết trên giang hồ có một loại mê hồn hương, vì vậy lén tiểu vào tất chân, bịt lên mũi cho nên mới không bị hôn mê. Những người còn lại trong phòng hít phải mùi hương thì liền ngủ như chết. Trong lòng hắn bấn loạn, cho rằng tên kia muốn giết tất cả người trong phòng. Kết quả đối phương lôi ra một cái ống nhỏ, thổi phốc một cái, cây kim cắm vào cổ kẻ mô phỏng liền tỉnh dậy. Người bên ngoài nói nhỏ, Dịch Thiên Nhân, qua đây ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dịch Thiên Nhân từ từ đi tới, hắn chui ở trong chăn vểnh tai lắng nghe. Hai người nói chuyện đại khái là, người kia bảo Dịch Thiên Nhân gia nhập một tổ chức đã nhìn trúng năng lực của hắn, nếu hắn đồng ý, chỉ trong vòng một tháng sẽ cứu hắn ra ngoài. Kẻ mô phỏng từ chối, người kia cười lạnh, ngươi có thể suy nghĩ thêm, thông điệp cuối cùng là chiều mai, nếu ngươi đồng ý thì rứt một cái cúc áo trên người xuống, nếu không. Câu nói sau đó hắn không nghe rõ, người kia liền bỏ đi. Bởi vì thường ngày hắn và kẻ mô phỏng chẳng nói với nhau câu nào, nên cũng không dám hỏi, hơn nữa bản thân là phạm nhân. Dĩ nhiên là bớt một chuyện còn hơn là thêm một chuyện, cố gắng không quan tâm đến việc của người khác.
Kẻ mô phỏng nhất quyết không dứt cúc áo của mình, ai ngờ chiều hôm sau lúc hóng gió thì bị giết. Tôi hỏi, đối phương có nói tên tổ chức không? Phạm nhân lắc đầu, không, hắn chỉ nói tổ chức rất to lớn, có thể cứu bất cứ ai ra ngoài, mấy tháng trước đã cứu một phạm nhân ra làm một vụ lớn. Tôi hiểu ra, khách nửa đêm viếng thăm kia chính là người của Giang Bắc Tàn Đao, xem ra chúng cái người trong nhà tù. Nếu phạm nhân nào có năng lực xuất chúng sẽ lôi kéo gia nhập, không đồng ý thì liền giết bỏ. Hoàng Tiểu Đào bảo phạm nhân về phòng hắn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện giảm hình phạt, bảo chúng tôi đừng nuốt lời. Tiểu Đào thở dài, tổ chức này đúng là chỗ nào cũng nhúng tay, thật là đáng sợ. Tôi chẳng có tình cảm gì với kẻ mô phỏng, nhưng trong lòng tôi trước giờ không quy hắn cùng một ruột với các ác nhân, hắn chỉ là một kẻ bất thiện, giống như quỷ hồn trên thế gian này. Hắn chết trong tay Giang Bắc Tàn Đao vừa khiến tôi tiếc nuối, vừa khiến tôi vui mừng vì ít nhất hắn không trở thành kẻ thù. Tiểu Đào cắn răng nói, bây giờ triệu tập toàn bộ phạm nhân lại, bắt tên kia. Tôi từ chối, không được, ở đây có hơn ngàn phạm nhân, tôi dám khẳng định nằm vùng của tổ chức không chỉ có một người, hơn nữa nếu hành động lỗ mãng sẽ khiến chúng cảnh giác. Tiểu Đào hỏi, chẳng lẽ cứ bỏ mặc không quan tâm? Tôi đáp, nếu sau này gặp phạm nhân có năng lực đặc biệt chúng ta nhất định phải biệt giam, không cho họ tiếp xúc với bất kỳ ai. Tiểu Đào thở dài, tôi chợt có một cảm giác bất lực từ sâu trong đáy lòng, mỗi lần ra tay tổ chức đó đều thành công, mà hình dáng tổ chức như thế nào chúng ta vẫn còn chưa biết. Tôi nói, cũng không cần tự hạ thấp mình, chẳng phải chúng ta đã phá tan âm mưu của chúng mấy lần rồi sao? Hoàng Tiểu Đào chỉ vào ngực tôi, chỗ lần trước bị dao đâm, cười nói, chỉ là cái giá phải trả không nhỏ. Chương 388, xác chết ven đường. Sau khi từ nhà tù đi ra, tôi cứ buồn buồn không vui, Tiểu Đào huých tôi, nói, vẫn đang suy nghĩ chuyện đó à. Tôi gật đầu, tổ chức muốn có năng lực của kẻ mô phỏng, cho thấy bọn chúng đang định giá họa người khác, tôi lo chúng sẽ hành động nhanh thôi. Tiểu Đào, bắt đầu từ bây giờ hai chúng ta bất kể đi đâu dù là mua một chai nước lọc cũng phải nhớ lấy hóa đơn bán lẻ. Cố gắng không ở một mình, địch trong tối, ta ngoài sáng. Ngộ nhỡ có việc gì không hay phát sinh chúng ta còn trình ra được chứng cứ ngoại phạm. Còn có một điểm quan trọng, giá họa cho cảnh sát, đơn giản chỉ có một chữ súng, cô nhất định phải giữ gìn thật kỹ. Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ thắt lưng, cười, yên tâm, về mặt này tôi rất cẩn thận. Tôi nhướng mày, nói khoác không biết ngượng mồm, cô vẫn hay mang súng về nhà đấy thôi. Bắt đầu từ bây giờ, hàng ngày tan việc đều phải gửi súng vào kho, khi cần sử dụng mới lấy ra. Rồi, biết rồi. Tiểu Đào như một đứa trẻ vừa bị dạy dỗ gật đầu, chính anh cũng phải cẩn thận hơn. Tôi nói, tôi thì không sao, cô mới phải đặc biệt chú ý, mặc dù tôi quen với cảnh sát, nhưng cũng chỉ là dạng cáo mượn oai hùng. Tôi bị giá họa thì còn có cô minh oan, chứ nếu cô bị làm sao, sẽ như rắn mất đầu, cô quan trọng hơn so với tôi. Hoàng Tiểu Đào cười cười, nắm chặt bàn tay tôi. Hôm sau, 12 giờ đêm Tiểu Đào lại gọi tới, Tống Dương, có án mạng, anh muốn tới xem chút không? Tôi hỏi địa chỉ, sau đó liền tới, xuống lầu gọi xe. Hiện trường lần này ở cách lề đường vài mét, tới nơi tôi thấy ở đó chất đống mấy ống xi măng bỏ hoang. Bên trong có một thi thể nữ trần truồng, cách đó bụi cỏ khoảng 3 đến 4 mét có một xác nam giới cởi trần mặc quần. Tiểu Đào đi tới giải thích, chúng tôi cũng vừa mới nhận được báo có. Người phát hiện thi thể là một người bán hàng rong đi ngang qua. Tôi gật đầu, đeo găng tay vào đi tới bên thi thể nam kiểm tra. Người chết chừng 30 tuổi, vóc người hơi gầy, cao khoảng 1m75, toàn thân bầm dập, có chỗ gãy xương rất rõ, sơ qua là toàn thân đầy thương tích. Tôi cau mày nói, đây là bị người ta lái xe tông chết. Tiểu Đào kinh ngạc nói, anh chưa cần động vào cũng biết. Tôi đưa tay chỉ một cái, cô xem, xương ống hai chân gãy gập, tạo thành khớp xương giả, độ cao này khớp với cản trước xe con. Trên người xước sát bầm dập nhiều chỗ, hiển nhiên là lăn lộn trên đất mà ra, cũng phù hợp với đặc điểm bị xe tông. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nói, thì ra là gây tai nạn bỏ trốn à. Tôi lắc đầu, đừng kết luận vội, tôi xem kỹ một chút đã. Tôi ngồi xuống, phát hiện nạn nhân vì bị tông mạnh nên hai mắt đầy máu, một bên giác mạc còn rụng mất. Sống mũi bị gãy, lợi giãn ra, răng thiếu 5 tới 6 cái. Tôi sờ vào cánh tay và cổ nạn nhân phát hiện chưa có hiện tượng cứng vì vậy lấy nhiệt kế ra đo. Mặc dù thân nhiệt người chết đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn khoảng 10 độ C. Tôi phân tích, người này mới chết chưa lâu,
chỉ khoảng 2 tiếng đổ lại. Tôi lấy thính cốt mộc ra nghe nội tạng, trong khoang bụng ứ đầy máu, cơ hoành bị rách, cho nên máu bên trong chảy tuột xuống, tích hết trong khoang bụng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là phần đầu bị va chạm mạnh, nội tạng cũng gần như không còn nguyên vẹn, xương sườn gãy mười mấy cái, xương sống cũng gãy hai chỗ. Phổi có gì đó bất thường, nhưng do nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng nên không biết là có phải hình thành trước khi bị tông xe hay không. Lúc thính cốt biện âm, tôi chú ý thấy trên da nạn nhân có những hạt lấm tấm màu trắng li ti, nhặt lên vê vê một chút, ngửi ngửi nói là muối mồ hôi. Cái gì? Mồ hôi? Tiểu Đào sững người. Tôi giải thích, lúc còn sống nạn nhân đổ một lượng mồ hôi quá lớn, mồ hôi ngoài da bay hơi ngưng kết muối thành hạt nhỏ. Lượng mồ hôi này thật sự nhiều, có khi là cả người ướt đẫm như mới bước ra từ dưới nước vậy. Tôi lục túi nạn nhân, bên trong chẳng có gì ngoài vài sợi tóc đen, tôi bỏ vào túi vật chứng giao cho Tiểu Đào. Sau đó dùng một cái kéo cắt quần nạn nhân ra, mồ hôi trên quần lót vẫn chưa khô hết. Một chuyện khiến tôi chú ý, kỳ quái là xương ống chân bị gãy gập ra phía trước, tức là xe tông vào nạn nhân từ phía sau. Tôi liếc nhìn lòng đường trống rỗng, Hoàng Tiểu Đào lập tức phản ứng, con đường này không có xe qua lại do gần đây mới xây đường mới, đường cũ này không ai đi, ủy ban đang lên phương án hủy nó đi. Tôi nói, tình cơ giờ nạn nhân bị hại là 22 giờ, trong 2 tiếng mà vứt xác có chút hơi gấp. Tôi nghĩ hiện trường đầu tiên ở trên chính đường này, mà lại là phía sau đâm vào, theo tôi thì không phải là ngoài ý muốn. Tôi chỉ cơ thể nạn nhân nói, da bị chảy nghiêm trọng như thế cho thấy lúc đó không có áo bảo vệ, lúc đó chính là bộ dạng như bây giờ. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, cởi trần. Tôi nắn bắp chân nạn nhân, nói, đúng, hơn nữa còn đang chạy nhanh, chạy tới toàn thân nóng bừng. Thể lực tiêu hao gấp gáp khiến phổi bị tổn thương. Phổi bị thương, Tiểu Đào chớp chớp mắt. Tôi giải thích, nếu vận động quá sức trong thời gian ngắn, cơ co bóp của phổi sẽ bị tổn thương, chính là hụt hơi. Người bình thường khi hụt hơi sẽ lập tức dừng lại, ấy vậy nhưng nạn nhân vẫn cố duy trì, cho nên tổn thương khá nghiêm trọng. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên nhìn thấy một thứ, la lên, a, anh nhìn bàn chân nạn nhân kìa. Tôi nhìn qua một cái, dưới lòng bàn chân nạn nhân đều là máu với da rách nát, gần như cả một lớp da bị lột ra, nhìn rất sợ, suy đoán nói, người chết chân đất chạy như điên trên đường. Từ thân hình anh ta chắc thường ngày ít vận động, việc làm này đã vượt quá giới hạn chịu đựng, tôi đoán là anh ta bị cái gì đuổi theo đằng sau. Thôi đúng rồi, là chiếc xe. Hoàng Tiểu Đào tiếp lời, ý anh là có một chiếc xe đuổi theo phía sau nạn nhân, đến lúc không còn chạy nổi thì tông chết anh ta. Gần như là vậy, tôi lấy một chai cồn ra, dùng tăm bông rửa bùn đất trên thân thể nạn nhân, vết thương liền hiện ra rõ ràng. Tiểu Đào đứng nhìn trong bóng tối căng hết cả mắt, hỏi, có cần soi đèn không? Tôi nói, không cần, tôi nhìn rất rõ. Nhưng liền ý thức được thì ra là nàng không nhìn được, bèn nói, bật đèn lên đi. Hoàng Tiểu Đào bảo cảnh sát chiếu đèn pha, dưới ánh sáng mạnh, da rẻ nạn nhân tái nhợt, hai con mắt trợn trừng trừng như tỏ vẻ phẫn nộ, khiến người ta có cảm giác anh ta chết mà không nhắm được mắt. Tôi chỉ vết thương trên ngực nói, những vết thương này không phải do kéo lê trên đường, nhất là chỗ này, có dấu giày rất rõ ràng, đây là loại giày đinh đá bóng. Hoàng Tiểu Đào nheo mắt nhìn hồi lâu mới gật đầu. Tôi nhìn kỹ một chút, phát hiện vết thương do bị đạp không chỉ một chỗ, mà phương hướng cũng khác nhau, liền suy luận, đánh nạn nhân không chỉ có một người. Hẳn là bốn người đi giày không giống nhau. Hoàng Tiểu Đào cả kinh, là một nhóm tội phạm. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 389, thiếu nữ chết thảm. Hoàng Tiểu Đào hỏi, có thể chụp dấu giày bốn người này lại không? Tôi gật đầu, cái này lúc về sẽ làm, cũng có thể trích xuất từ những vết khác nhau. Đúng rồi, phái cảnh sát tìm dọc đường, hiện trường đầu tiên hẳn sẽ có vết bánh xe kéo lê, còn có răng của nạn nhân, cùng với máu. Hoàng Tiểu Đào lập tức hạ lệnh. Tôi nhấc tay nạn nhân lên xem một chút, bàn tay mịn màng, móng tay cắt gọn, hình như là làm công việc văn phòng. Tôi nhìn phần mặt, để ý sống mũi có vết hằn do đeo kính lâu ngày. Sờ tay dọc xương sống nạn nhân, lại vạch mí mắt ra quan sát, phân tích nhanh, người chết hẳn là một nhân viên văn phòng, làm việc với máy tính trong thời gian dài, thường ngày có đeo kính. Hoàng Tiểu Đào hiếu kỳ, à mà dao trong túi anh ta lại có mấy sợi tóc, theo anh nghĩ là từ đâu ra? Tôi nói, trông giống lông động vật hơn, tôi vừa ngửi thử,
có mùi hôi. Nếu là mèo, sợi lông tương đối mềm mại. Hơn nữa mèo thích sạch sẽ, cho nên đây có thể là lông chó, có thể mang về xét nghiệm. Nhắc tới chó, tôi tìm kỹ trên người nạn nhân thì không có vết cắn. Tiểu Đào phân tích, chó. Điều này cho thấy rất có thể anh ta đã bị nhốt một thời gian. Tôi gật đầu, Mai bảo băng tâm giải phẫu, xem có gì trong dạ dày. Tiểu Đào trợn tròn mắt, thật lạ, anh lại chủ động yêu cầu giải phẫu. Tôi thở dài, nạn nhân xuất huyết quá nghiêm trọng, khả năng máu đã trộn lẫn với những thứ trong dạ dày, cái này tôi không làm được, để băng tâm làm đi. Tôi đứng dậy, do ngồi xổm quá lâu, trước mắt tối sầm, nổi đom đóm, hoạt động bả vai một chút, nói, thi thể này mang về trước đi. Tôi với Tiểu Đào đi tới cạnh đống xi măng phía sau, gần đó là thi thể nữ giới. Tôi mở ô nghiệm thi ra, bảo Tiểu Đào soi đèn tử ngoại, tìm dấu chân xung quanh. Không ngờ là, xung quanh đầy dấu chân lộn xộn, trên ống xi măng còn có hai dấu chân rõ ràng, có vẻ như có người đã ngồi xổm ở đây. Tôi cười lạnh, đám người này cũng chẳng thèm che giấu, lấy chứng cứ trước đi. Hoàng Tiểu Đào gọi một cảnh sát tới chụp lại dấu chân, ống xi măng tương đối hẹp, Tiểu Đào đề nghị mang thi thể ra, tôi lắc đầu, không, để tôi vào trong khám nghiệm. Hoàng Tiểu Đào nói, vậy không khó chịu à, còn chẳng đứng thẳng được. Tôi đáp, đây rất có thể là hiện trường đầu tiên mà cô gái này bị hại. Nếu như chỉ là vứt xác, tại sao bọn chúng còn phải đi đi lại lại xung quanh? Còn đứng lên trên đó nữa, chứng tỏ bọn chúng ở lại đây một thời gian tương đối dài. Tiểu Đào ân cần nói, vậy anh cẩn thận, đừng để đụng đầu. Tôi chui vào bên trong đường ống, thành ống bên trong rất thô ráp, lần tới bên cạnh thi thể. Tôi phát hiện hai chân cô ta bị giang ra, phía dưới chảy ra một đống chất lỏng cùng với máu, bộ phận sinh dục bị xé toạc. Mặc dù đối mặt với thi thể tôi vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng trông thấy cảnh này trong lòng vẫn không nén được sự phẫn nộ. Tôi không chạm tay vào ngay, mà bảo Tiểu Đào đưa đèn tử ngoại cho mình, rồi lấy ra một tấm vải cùng chất liệu với ô nghiệm thi, chiếu vào thi thể. Trên người nạn nhân, nhất là phần ngực cùng xương chậu có rất nhiều dấu tay, chồng lên nhau không phân biệt được. Kết hợp với tư thế của nạn nhân, hiển nhiên là bị người khác luân phiên nhau hãm hiếp. Tôi tắt đèn, bắt đầu khám nghiệm. Nạn nhân tuổi khoảng 25, dáng người thon gọn, với tình trạng thi cương và đồng tử, cô gái chết sau một tiếng so với nạn nhân nam, đại khái là tử vong khoảng một tiếng trước đây. Trên người nạn nhân có những vết bị đánh, chân tóc trên da đầu có độ giãn, giống như từng bị người khác túm tóc, dùng lực giật mạnh. Do trần truồng nằm trong lòng ống xi măng, dưới áp lực hung bạo của hung thủ, da thịt bên ngoài va chạm với xi măng nên sau lưng và đùi chảy đầy máu, máu thấm hết lên thành ống. Tôi để ý trên bụng nạn nhân có chỗ nhô lên, liền bảo Tiểu Đào đưa mình cái nhíp. Giọng nói của Tiểu Đào vang lên từ đầu kia cái ống, tay cầm cái gậy tự sướng kẹp cái nhíp đưa tới cho tôi. Nếu là bình thường tôi có lẽ đã khen nàng một câu thật biết cách làm trò, nhưng giờ phút này đối mặt với cái xác cô gái, tôi lại không cười nổi. Nhận lấy cái nhíp, tôi cẩn thận nhét vào trong vùng kín của nạn nhân, từ từ gắp ra một vật lớn, là một cái đầu búp bê đồ chơi, đường kính phải đến 5 cm. Cái đầu búp bê dính đầy dịch nhờn, là bị nhét vào từ trước, một khoảng thời gian tương đối dài. Thấy Tiểu Đào đang đứng ở đầu bên kia, tôi nói, thò tay vào, túm lấy tóc nạn nhân, chỉ cần tạo thành dáng là đủ. Hoàng Tiểu Đào vươn tay, từ đầu kia của đường ống dễ dàng túm vào tóc nạn nhân, tôi hỏi, bên cạnh cô có dấu chân không? Tiểu Đào gật đầu, có, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tôi nhất thời hiểu được, bốn người bọn chúng chắc là để tăng phần thú vị cho việc hãm hiếp nạn nhân. Nhét một cái đầu búp bê vào vùng kín, hơn nữa trong quá trình hãm hiếp, một tên đứng ở đầu kia túm tóc khiến nạn nhân không thể giãy giụa. Hoàng Tiểu Đào cau mày, mấy tên khốn này thật biến thái. Mặc dù những vết thương trên người nạn nhân nhìn mà lạnh sống lưng, nhưng chưa đủ để gây nên cái chết. Tôi dùng thính cốt mộc nghe ngóng nội tạng, đa phần cũng nguyên vẹn, xương không bị gãy, dạ dày tương đối trống, có lẽ là bị đói một thời gian dài. Nạn nhân cũng không giống tử vong do ngạt thở, tôi kiểm tra gốc lưỡi, dùng tay lung lay răng, xác nhận nạn nhân không bị bóp cổ hay bịt miệng mũi. Tôi lui xuống kiểm tra nửa thân dưới, từ vết xước trong vách tường mà suy đoán, số lần hung thủ bạo dâm phải trên 4 lần. Âm hộ có vết tách ra cân đối, giống như bị thứ gì đó nong giãn, bởi vì động tác quá thô bạo nên đã rách toạc. Tôi nhét một cái tăm bông vào, vốn là muốn tìm xem có tinh dịch lưu lại không, thì phát hiện trên bông dính một chút xíu máu tươi.
màu sắc rõ ràng khác so với máu chảy ra từ vết rách. Điều này chứng tỏ trước khi bị hãm hiếp, nạn nhân vẫn còn trinh tiết. Trên bông tăm chỉ dính thêm ít dịch nhờn, không có tinh dịch. Tôi đưa lại gần mũi ngửi thử, hình như còn có chất bôi trơn, cho thấy đám hung thủ đều mang bao cao su. Khám nghiệm xong tôi bò lùi ra bên ngoài, đứng hít thở sâu một hồi mới bình tĩnh lại được. Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, nguyên nhân cái chết là gì? Tôi đáp, xuất khí đến chết. Tiểu Đào kinh ngạc nói, xuất khí. Trước giờ tôi chỉ nghe thấy xuất tinh. Tôi giải thích, bị hãm hiếp thô bạo đúng là có khả năng dẫn tới cái chết, chuyện này tùy thể trạng từng người. Có nhiều phụ nữ một ngày có thể quan hệ tình dục vài chục lần cũng không sao, nhưng nạn nhân lại là xử nữ. Hạ thể bị hung thủ dùng vật dụng nong rộng, nhét dị vật vào, rồi hãm hiếp với tần suất cao dẫn tới rách cùng đồ. Dưới tình trạng hưng phấn trong thời gian dài, bộ phận sinh dục bài tiết quá nhiều dịch khí. Những thứ này đều vượt xa giới hạn chịu đựng của nạn nhân, cộng thêm thể xác và tinh thần sợ hãi cực độ, mệt mỏi tột cùng, cho nên đột ngột tử vong. Tiểu Đào cũng là phụ nữ, nghe nạn nhân chết theo cách này, không nhịn được mà cắn môi, im lặng một hồi mới thốt lên, tôi nhất định phải bắt đám cặn bã này lại, chúng phải bị tử hình. Chương 390, Full House. Hai thi thể được đưa lên xe, cảnh sát ra ngoài điều tra gọi điện về nói đã tìm được hiện trường đầu tiên, tôi và Tiểu Đào lập tức lái xe tới nơi. Hiện trường đầu tiên cách nơi vứt xác khoảng 2 km, trên đất có một vũng máu, vài cái răng, mấy vệt bánh xe, trong đó có một vết phanh rõ ràng. Điều này cho thấy mặc dù đường này thưa thớt, nhưng vẫn có xe đi qua, sau khi vụ án xảy ra thì xe đi qua đã chèn lên dấu vết. Hoàng Tiểu Đào bảo người chụp lại tất cả những vết bánh xe để làm chứng, mang về sàng lọc lại, ngoài ra liên lạc với bộ phận giao thông, lập tức kiểm tra camera theo dõi trên đoạn đường này. Tôi ngồi xổm dưới lòng đường suy nghĩ chốc lát, chắc chắn camera theo dõi không ghi lại được. Câu này phải hiểu thế nào? Tiểu Đào hỏi. Tôi mở điện thoại di động ra, máy tôi có một app gọi là chó cảnh sát, do các tài xế chuyên dùng, có thể xem camera giao thông trên các con đường, tôi cài để phục vụ việc phá án. Tôi nói, con đường này tương đối vắng vẻ, chỉ có camera ở hai ngã tư, hung thủ đã tránh xa những địa điểm này, đi xuyên qua từ con đường nhỏ bên cạnh. Chỉ vết phanh có lẫn bùn cát và vài cọng cỏ, tôi nói, đây chính là bánh xe của chúng, lúc va chạm đã bị kéo lê theo quán tính. Tôi vẫn quan sát xung quanh, suy tư một hồi rồi nói tiếp, ngoài ra, hung thủ có hai chiếc xe. Anh nhìn ra từ đâu? Tiểu Đào hỏi. Tôi đáp, không phải là nhìn ra mà là suy đoán, bao gồm cả nạn nhân nữ thì có 5 người. Ban nãy tôi khám nghiệm thì thời điểm bị hãm hiếp là 2 tiếng trước, nói cách khác là lúc đó đang ở trên đường. 5 người trong một chiếc xe nhỏ, lại còn phải luân phiên hãm hiếp thì quá chật trội, tôi nghĩ khả năng có 2 chiếc xe là khá cao. 2 chiếc hẳn là một trước một sau nạn nhân nam, ép anh ta chạy thục mạng, cuối cùng không chịu nổi bị tông chết. Tiểu Đào gật đầu, có lý. Tôi đi dọc theo vết phanh, đi tới bên lề đường, phát hiện cỏ nơi đó có dấu hiệu bị chèn, cho thấy lúc đó chiếc xe dừng lại ở đây, hẳn là xuống xe để xử lý thi thể. Trên đất có dấu chân trùng khớp với dấu chân ở nơi vứt xác. Nhắm mắt lại, tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó, 4 tên trẻ tuổi, rất có thể đang phê thuốc, điên cuồng hành hạ, đùa bỡn 2 nạn nhân, rồi vội vàng vứt thi thể ở đó, bỏ trốn. Đây là phạm tội với tính chất ngẫu nhiên, không có động cơ rõ ràng cùng mục đích gây án, nạn nhân hẳn là không quen biết gì chúng, thành thật mà nói khả năng này là án khó điều tra nhất. Hoàng Tiểu Đào đề nghị lập tức về cục, điều tra cả đêm, tôi lắc đầu, giờ muộn quá rồi, làm thêm giờ không có ý nghĩa quá lớn. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai lại tiếp tục. Hoàng Tiểu Đào cau mày, nhưng giờ trong đầu tôi không thể xua đi bộ dạng của cô gái bị hành hạ, hận không được lập tức bắt chúng. Tôi vỗ nhẹ vai nàng, trong lòng tôi cũng phẫn uất như cô thôi. Tiểu Đào nói, giờ tâm trạng tôi rất xấu, tối nay tới chăm sóc tôi ngủ đi. Được, tôi gật đầu. Hoàng Tiểu Đào sắp xếp cho mọi người thu đội, tôi về nhà nàng. Lúc Tiểu Đào cởi áo khoác, tôi phát hiện bao súng treo ngang hông nàng vẫn có súng bên trong, lập tức nghiêm nghị nói, chẳng phải tôi đã nhắc nhở cô rồi sao? Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ trán, quên mất, đây là lần cuối, từ mai nhất định không mang về nhà nữa. Hoàng Tiểu Đào đi tắm, nhà nàng tôi đã quá quen thuộc, tự mở tivi lên xem. Tiểu Đào tắm xong đi ra, mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ngực lại bị nhô lên rất cao. Nàng chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống sofa,
Sau đó ngả đầu vào ngực tôi, bộ ngực mềm mại đè chặt vào vai. Trên cơ thể nàng vẫn còn tỏa ra hơi nước và hơi ấm, một mùi hương thoang thoảng toát ra từ mái tóc mới gội. Tim tôi bắt đầu tăng tốc đập, cả hai duy trì tư thế như vậy khoảng 10 giây. Nàng nói, tôi làm cảnh sát lâu như vậy. Cũng gặp qua rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy một vụ tàn nhẫn đều nghĩ có lẽ nó là kinh khủng nhất rồi. Nhưng lại luôn gặp những vụ tiếp theo kinh khủng hơn, không có nhân tính hơn. Tại sao con người có thể tha hóa tới mức này chứ? Rõ ràng là đồng loại với nhau, tại sao phải nhẫn tâm tàn sát? Xem ra tối nay nàng thật sự bị vụ án ảnh hưởng, vấn đề của nàng tôi không trả lời được, chỉ có thể an ủi. Chờ bắt được bốn tên cầm thú kia, tôi dùng mắt trừng trị chúng 10 giây để cho chúng nếm trải một chút gọi là thống khổ. Tiểu Đào ngẩng mặt lên cười nói, mà đã nói rồi, ánh mắt anh rốt cuộc là xảy ra cái gì, cứ chẳng chịu nói cho tôi. Tôi đã hứa với Tống Tinh Thần không tiết lộ Minh Vương Chi Đồng với người ngoài, chỉ có thể giải thích qua loa, có thêm nhiều chức năng thôi, không có gì đặc biệt. Tiểu Đào sát mặt lại gần, sao tôi không thấy có gì khác trước nhỉ? Trong ánh mắt long lanh của nàng mang theo nụ cười, mặt cũng càng ngày càng áp lại gần, chúng tôi ngầm hiểu lẫn nhau, hôn một chút, nàng cứ kéo cổ tôi mỏi ơi là mỏi, tôi nói, đừng buồn, xem tivi đi. Em không thích xem cái này. Nàng bắt đầu làm nũng, tôi đang xem một chương trình tạp kỹ có tên Bộ Óc Khỏe Nhất. Tôi chuyển kênh, hỏi, xem không? Tiểu Đào lắc đầu cứ như đứa trẻ, tôi chuyển qua kênh thiếu nhi đang chiếu chú gấu Bunny, nghĩ chắc nàng cũng chẳng thích đâu nhưng vẫn hỏi, thế mà Tiểu Đào trong ngực tôi lại gật gật. Hai chúng tôi ôm nhau xem hoạt hình, đôi lúc nàng còn cười khúc khích. Tôi với nàng chỉ cách nhau một lớp áo ngủ mỏng tang, mỗi lần nàng cười, ngực rung lên làm cánh tay tôi cảm nhận rõ ràng, hơn nữa tôi lại mặc áo sát nách, không có tay áo. Gò má tôi đỏ bừng, tới lúc nàng không cười nữa thì lại nguội đi, cứ lặp đi lặp lại như thế, thằng nhỏ của tôi đã có phản ứng. Liếc nhìn Tiểu Đào đang cười, đột nhiên tôi có một ham muốn đè nàng ra, nhưng nghĩ lại, làm chuyện đó trong lúc nàng đang có tâm trạng không tốt sẽ bị nghĩ là lợi dụng. Hơn nữa tôi lại thích cái cảm giác như bây giờ hơn. Xem xong hai tập phim hoạt hình, Tiểu Đào không thấy động đậy nữa, nàng đã ngủ thiếp trong lòng tôi, phát ra tiếng thở đều đều. Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, dùng cách bế công chúa, bế nàng vào phòng ngủ. Quay lại phòng khách, ghế sofa vẫn còn lưu lại mùi hương cơ thể Tiểu Đào, tivi thì vẫn đang phát phim chú gấu Bunny. Tôi ngồi xem nốt một tập, thấy cũng hay hay. Xem xong, tôi đi tắm, bất ngờ phát hiện trên giá để băng vệ sinh có một hộp quần xì đàn ông mới. Tiểu Đào còn dán tờ giấy, mua ở siêu thị, không biết có vừa không, mỗi lần anh tắm xong đỡ phải ở chuồng. Tờ giấy nhàu nhĩ là do bị ngấm hơi nước rồi lại phơi khô tạo thành, cho thấy Tiểu Đào đã chuẩn bị nó từ lâu, trong lòng tôi không khỏi bồi hồi. Hóa ra là chưa có gì, lão tác giả vớ vẩn thật. Cứ tưởng Tống Liệt Xương mất tờ dinh rồi chứ, ai già. Các bạn vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.